đầu ở mọi lứa tuổi. Trung bình mỗi năm, thế giới có 2,5 triệu người tử vong do nhồi máu cơ tim. Tại Việt Nam, 5 triệu người mắc bệnh mạch vành và 10% trong số đó tử vong do nhồi máu cơ tim. Theo các chuyên gia tim mạch, thời gian vàng để cứu cơ tim là 3 giờ đầu sau khi xuất hiện cơn đau ngực, khó thở. Vậy đâu là dấu hiệu cảnh báo cơn nhồi máu cơ tim? Cần làm gì để cấp cứu người bệnh nhồi máu cơ tim kịp thời? Tầm soát phòng ngừa nhồi máu cơ tim và các bệnh tim mạch như thế nào? Tất cả sẽ được giải đáp trong chương trình tư vấn trực tuyến Nhồi máu cơ tim cấp, làm thế nào để cứu người bệnh? Với sự tham dự của các chuyên gia tim mạch, Phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Phạm Nguyễn Vinh, Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Ngọc Long, Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Giám đốc Trung tâm Can thiệp mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ bác sĩ Phạm Đỗ Anh Thư, bác sĩ nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thạc sĩ bác sĩ Võ Anh Minh, bác sĩ can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên báo điện tử Thanh niên.vn và website tamanhhospital.vn, livestream trên các trang fanpage Đài Truyền hình Vĩnh Long, kênh YouTube của Đài Truyền hình Vĩnh Long, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, VNVC, Trung tâm tiêm chủng trẻ em và người lớn, IVF Tâm Anh, Trung tâm sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kênh YouTube của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, kênh YouTube của báo Thanh niên, tiếp sóng trên fanpage báo điện tử VN Express, fanpage báo Thanh niên vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2022, trực tiếp đặt những câu hỏi băn khoăn về nhồi máu cơ tim và các bệnh lý tim mạch trên các trang fanpage hoặc tại website tamanhhospital.vn để được các chuyên gia tư vấn ngay từ hôm nay.